ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19. Sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9, hưởng dương 49 tuổi. Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên Tiền Phong, ca sĩ Phi Nhung qua đời lúc 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9. Theo hồ sơ bệnh án, Phi Nhung được chẩn đoán gặp biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, suy đa tạng. Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8. Nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Trước đó, trao đổi với Tiền Phong sáng ngày 23 tháng 9, một lãnh đạo của Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ca sĩ Phi Nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp cho ca sĩ Phi Nhung. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9, hưởng dương 49 tuổi.